Lan Chavo mến chào cô chú, quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay Lan Chavo xin cập nhật tình hình thời tiết Nha Trang cho các cô chú, quý vị, anh chị, các bạn cùng theo dõi thời tiết trước khi cơn bão số 12 vào đất liền nha quý vị. Thì hôm nay là tối ngày 9 tháng 11, thì dự kiến theo dự báo thời tiết thì ngày mai là ngày 10 thì bão số 12 nó vào đất liền. Thì cũng hy vọng cho cơn bão này nó giống cơn bão số 10 và số 11 khi vào đất liền nó sẽ suy yếu đi. Đoạn này là ngay ngã ba đường Lê Thánh Tôn và đường Trần Phú vậy. Thì đường phố có vẻ như là cũng cắt giảm cái phần đèn led rồi. Cái bữa là có phần đèn led mấy cái cổng chào mà cắt giảm, còn điện đường hai bên thôi, có mấy cái cổng đèn led không có bật nữa. Còn đây gần cái tòa nhà Bellway nữa nè, tòa nhà Bellway hai tòa tháp đôi cao 40 tầng nằm ngay trên mặt đường đường Trần Phú, gần cái tòa nhà Havana mà nó xây dựng bữa giờ có vẻ nhìn hình như đứng là tạm ngưng hay sao á. Lan Chavo thấy nó cũng không có gì thay đổi mấy so với đợt trước. Còn đây gần Havana Club này, thì cơn bão số 9 vừa rồi nó vào nó đã làm ảnh hưởng ở Nhật Bản Hải rất nhiều quý vị. Bão nó vô là nó gặp là nhà nó tốc mái hết, và bão số 10, 11 của nó đã vừa rồi thì nó vô nó cũng suy yếu, và đợt này cơn bão số 12 thì cũng nguy hiểm và cũng cảnh báo, dự báo thời tiết cũng cảnh báo thì nó gặp là chắc cỡ cấp 7, cấp 8 thì nguy hiểm đó. Hy vọng nó vô nó suy yếu nữa thì càng tốt, hoặc là suy yếu luôn không có bão, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới luôn thì tốt hơn. Cũng mong cho mọi thứ nó sẽ ổn, tại vì đợt này có vẻ bão nó lại đẩy xuống cái hướng từ Phú Yên, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa rồi. Tâm bão hình như là nằm đoạn Phú Yên và Khánh Hòa đó. Cho nên là ở Khánh Hòa thì ngày hôm nay học sinh vẫn đi học bình thường, và ngày mai là tỉnh Khánh Hòa cũng cho tất cả các học sinh nghỉ học để mà tránh bão. Rất là nguy hiểm, thiên tai là không biết được, không lường trước được. Thì hiện tại giờ là sóng biển nó rất là lớn này quý vị. Đây Lan Chavo đang đi trên dọc đường Trần Phú. Là trời cũng có mưa rắc rắc đó vậy, có người thấy đường đồ đọng nước không đó, trời vừa mới sững thôi, mưa từ nhiều giờ mà mưa nhỏ hạt thôi chứ cũng không có lớn hạt lắm. Thì bây giờ trời hiện tại là sững rồi, gió thì cũng không có mạnh, gió thì riêu riêu hơn. Quý vị thấy coi mấy cây dừa này, gió cũng lung đâu lung lay nhiều đâu đó, gió riêu riêu rất là nhẹ nhàng, nhưng mà sóng biển thì lại thấy rất là mạnh, là hình biển đang bị động. Và các cái đoạn dọc biển thì cũng cấm hết, cấm cái biển đó, cấm cái biển là cấm biển, cấm bơi lội thì rất là nguy hiểm. Cái này sông nước không vậy ta, có thể sóng nó tạt thì tới đây à. Ngày nay thì bà con không có cấm biển được rồi. Sức gió thì nhẹ nhưng mà sóng thì cuồn cuộn, sóng nó cuộn từ phía ngoài vô luôn đó, rất là mạnh liên tục. Đoạn này là biển, đoạn biển Gia Sinh, đường Gia Sinh giao nhau với đường Trần Phú. Này chắc ngày mai là có thể sóng nó mạnh hơn nữa đó quý vị, và có thể ngày mai bắt đầu tối nay là có thể là trời sẽ mưa, tối nay trời sẽ mưa và mưa tới ngày mai đó. Đây là đoạn Gia Sinh nè quý vị, đi thẳng qua mé kia là đường Gia Sinh, Gia Sinh giao nhau với Trần Phú.
xin. Ô, đường lên thành phố hồi nãy không có là đường lên thành phố, cái đường thành phố không có lên đèn led. Đường dây xin này là có lên đèn led nè. Giờ mới sẵn đường nó cũng ráo rồi, cảm giác nó cũng mát mát. Thời tiết Nha Trang này nó cũng vô thời tiết khí hậu đúng mùa đông rồi này, nó cũng mát mẻ lắm. Này là đoạn Hòn Hoa Thám giao nhau với Gia Sinh. Bà con cũng cũng sợ nhà mà mái tôn nữa, vậy là cũng phải lo, nay cũng phải lo bao cát rồi chắn che chắn, rồi cũng như là bỏ nay thì có cái bỏ mấy cái bọc nước, mua mấy cái bao nước về, mấy cái bị bóng về xong rồi mình đổ nước vô, bơm nước vô để cho nó dằn bớt cái mái tôn lại. Nếu gió mà cỡ cấp 7 cấp 8 chắc là cũng nguy hiểm đó. 7 cấp 8 thì nếu mà thực sự nó vô thì cũng sẽ có thể gây tốc mái. Mai nếu như là nó có vô mà nó suy yếu đi nữa thì đỡ, vô đất liền nó suy yếu bớt thì sức gió nó giảm bớt thì cũng đỡ đi, gây mưa áp thấp gây mưa thôi được rồi. Đây đoạn Gia Sinh giao nhau với Lý Thánh Tôn rồi giao nhau với đường Quang Trung rồi. Trên đoạn nữa là đường Tô Vĩnh Diện. Tô Vĩnh Diện ngày xưa nó là đường hang chùa. Tô Vĩnh Diện thì bán đồ ăn các loại, các bông gà, bông gà, phở gà rồi. Còn đây là đường Tô Vĩnh Diện nữa vậy. Vô đây là quý vị muốn ăn cơm gà hoặc là phở gà, bún gà gì đó có hết. Này ngân hàng rồi, công ty rồi. Lanjivo xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị xem video nha, xin chào quý vị.